Chúng ta đến với thủ thuật nhập giá trị bằng các công cụ. Ta có thể nhập một nội dung sau dấu ngoặc kép để tạo một panel. Nhấp đôi vào panel để nhập nội dung mới và nhấp trái nền canvas để hoàn thành nội dung panel. Nếu muốn thay đổi vùng giá trị ngẫu nhiên tại tham số R, ta có thể nhập trực tiếp. Ví dụ ta chọn vùng giới hạn ngẫu nhiên từ 0 đến 50, nhấn Enter để hệ thống hiển thị ngay, và chọn Commit Change khi có được giá trị mong muốn. Ta nhập 1 nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 25, 1 cho giá trị nhỏ nhất, 25 cho giá trị lớn nhất và 5 cho giá trị mặc định. Có thể tạo được một thanh number slider có giá trị lẻ thập phân. Nhập 1, nhỏ hơn, 5, nhỏ hơn, 25.00, Enter. Nhập 1, chấm phần triệu, nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 25, Enter để tạo một thanh number slider lẻ thập phân nhiều hơn nữa. Có thể kéo dài thanh number để chọn các giá trị chi tiết hơn. Nhấp phải và chọn Edit. Hoặc nhấp đôi vào phần đậm của thanh number slider để mở cửa sổ tùy chỉnh. Có thể đổi giá trị đề trệt, số lượng các số thập phận, hay giá trị được chọn number value, các tập R, số hữu tỉ, N, số nguyên, E, số chẵn và O, số lẻ. Nhấp đôi phần nhạc của thanh number slider để nhập trực tiếp giá trị. Kết thúc bài 13. Adapter.